Hello mọi người, à, mình là Goody cao đây Hôm nay um, mình làm video tiếng Việt bởi vì mình đã làm một lời hứa um, Rằng mình sẽ làm cái video này cho bạn thân của mình tên là Minh An Minh An nếu bà đang coi video này uh, bây giờ thì tôi đã đăng uh, cái video này từ ngày hôm qua rồi Có nghĩa là... Thôi, không cần hiểu nhiều đâu Thì tôi đang ở trong cái map mà bà kêu tôi nè nó Nói là Minecraft 2020 Nè, bà có thể thấy rõ Thì đó nếu là không phải map này thì bà đừng có coi này nữa nếu đúng thì chúng ta sẽ coi nè nó ghi là Minecraft 2020 Tôi không biết nó có phải là cái game mà bà đang cố gắng cho tôi biết rằng cái này là Minecraft 2020 hay không Tôi sẽ đã sợ Minecraft 2020 rồi Nè nó. Nhưng mà cái này nó nói là Minecraft nè cái này chữ này là mini nè nên tôi không biết cái này có phải là cái má mà bà đang cố gọi tôi nói không thì hãy vô chơi thử coi tôi cũng đã cài đặt nó vô thử rồi và khi tôi mở nó lên thì nó hiện ra cái này lúc đầu tôi cứ tưởng nó là mini world, lúc sau tôi tôi kiểm tra lại thì nó là minecraft nó không phải mini world, rồi bây giờ tôi sẽ bắt đầu vô chơi nha. tôi đã đọc thử vài comment đăng trên ch play store này rồi, ủa, yeah. người ta cũng nói là bị kick out nhiều lắm, nè bây giờ mình bị kick out nè. gì yeah. Chắc chắn không phải là cái này đâu, Minh An. Mặc dù nó có nói là Minecraft 2020. Nhưng mà nó không phải là Minecraft 2020. Tôi đã search rất nhiều lần rồi, nó chỉ hiện ra cái này là duy nhất có số 2020 thôi. Uhm, nó cứ kích tôi ra hoài à, tôi không thể hiểu nổi luôn cái game của bà nó bị gì rồi minh an có gì á nếu các bạn qua zalo á bà nhớ gửi tôi cái hình cái áp này nha nếu đúng là cái áp này thiệt thì tôi không có vui chơi với bà được đâu nhưng bà bà nhớ cài uh, game minecraft be đi chúng ta chơi cùng nhau nha rồi, cái này chắc cũng là hết video của tôi là người tôi đã thử minecraft 2020 ở đây Nó còn nói về là Mini World gì nữa Cái này rõ ràng là Minecraft nè, ở trên logo bà có thể thấy Nó tên là Minecraft còn cái Cái dưới này nè Là Mini World Cái tên nó dưới này là Mini World nha Tôi cần bà coi lại cái map của bà dùng tôi Rồi video của tôi hết rồi đây nhé Comment dưới video này nha mình em